Xin chào các bạn, thì hôm nay mình tiếp tục đưa đến một video trên kênh Vinh Show của mình, đó là chiếc LG Velvet. Và sau một vài ngày trải nghiệm thì mình nghĩ các bạn không nên mua chiếc điện thoại này, ít nhất vào thời điểm hiện tại. Trong video thì các bạn sẽ đạt được hai điều mục đích. Thứ nhất là mình sẽ chia sẻ về chiếc Velvet, và thứ hai đó là các bạn đang xem chất lượng quay video của chiếc LG V60 ThinQ để xem LG thì con V60 này là flagship thì nó có thu âm quay phim có ngon lành không nhá. Cái đầu tiên mà các bạn sẽ không mua bởi vì giá bán chiếc điện thoại này đang có mức giá rơi tầm khoảng là 16 triệu đồng bản sách tay, tại vì Việt Nam ta cũng không phải nhiều người đưa máy này về. Nhưng 16 triệu thì nó có 3 thứ không đáng mua. Đầu tiên là màn hình hiển thị. Tất nhiên mình không phàn nàn về cái chất lượng, bởi vì LG vẫn có một khả năng hiển thị rất tốt, màu sắc tươi, nổi bật và bắt mắt như các bạn thể nhìn thấy ở đây. Đấy, thì các bạn nhìn thấy những cái gam màu thể hiện trên chiếc LG này là không có gì phải phàn nàn. Mình rất thích về cái độ trong trẻo cũng như là nổi khối của cái màn hình này. Thế nhưng ở mức giá 16 triệu thì nó lại không có tần số màn hình cao, mà nó chỉ có 60Hz mặc định, không có 90, không có 120, chẳng có một cái gì cả. Nếu các bạn bỏ ra với số tiền đó, các bạn có quyền đòi hỏi cao hơn. Vậy nên đây là thứ không xứng đáng. Thứ hai đó là mình phải nói tới cấu hình. Mình cũng không chê đây là một chiếc điện thoại có hiệu năng kém, tức nghĩa là những cái trải nghiệm của mình như là về tốc độ và ứng dụng hàng ngày thì với chiếc LG này vẫn khá là ok, nó không hề bị chậm quá đâu. Nhưng mà có một cái mình cần phải nói tới, đó là với số tiền 16 triệu các bạn có thể mua sản phẩm Snapdragon 865 rất khủng khiếp rồi. Nhưng mà với chiếc máy này thì các bạn đang sử dụng đó là một con chip tầm trung đến từ Qualcomm mà thôi. Và bên cạnh đấy thì chúng ta vẫn sẽ có 8GB RAM, nhưng mà cái con chip mà chỉ ở phân khúc tầm trung, chỉ là dòng 7, thì thực sự là nó không xứng đáng với lại số tiền mà chúng ta bỏ ra. Bất chấp nó có 5G, và các bạn biết mức giá con này thì cũng đang bằng với chính con LG V60 ThinQ này, thì các bạn sẽ có 865 ngon lành hơn rất là nhiều. Rồi, cái số 3 đó là chiếc điện thoại này có một thiết kế được gọi mới hoàn toàn của LG, nhưng bản chất của nó thì không đem lại cho mình một cái sự gọi là quá mới mẻ gì. Cái mà chúng ta thấy hay đây có lẽ đến từ cụm camera. Khi mà cụm camera được thiết kế thì kiểu giọt sương to dần rồi nhỏ dần này, trông đẹp, thực sự là trông rất là hay. Cảm giác cầm trên tay nó cũng sang trọng với cái gam màu xanh rất là bắt mắt. Nhưng gam màu này thì rất khó để quay bằng điện thoại lên được, gần như là bị sai màu hết. Và các bạn có cái cảm giác cầm trên tay cái gì đấy nó hơi cự gợn một chút, bởi vì viền của nó cong hai bên nhiều quá. Khi cầm ấy, cái chỗ này nó cấn vào tay nhưng lại chúng ta gần như không có chỗ để tì vào. Nói chung là cầm chiếc điện thoại này trên tay cũng hơi lo lắng là dễ bị trơn trượt và dễ bị rơi. Nhưng mà cái điểm đáng nói nhất đó là cái phần trên màn hình của nó, trời ơi, nó dày. Nó dày một cách rõ rệt luôn, nó rất dày nếu mà so với mặt bằng chung của những chiếc điện thoại trong cùng phân khúc giá tiền của nó. Và đây là một điểm mà mình không đánh giá cao. Ngay cả phần cằm bên dưới cũng dày. Nói chung là đây, các bạn thấy là nó dày trông giống như kiểu mấy điện thoại tầm trung mà giá rẻ. Nó không giống một chiếc điện thoại đắt tiền. Cái này hoàn toàn có thể lý giải là như kiểu là con này về Việt Nam bị độn giá cao, còn đã ra nó không như thế, vân vân. Điểm cộng mà mình thích ở trên LG ở chiếc Velvet này phải nói đó chính là cái chất lượng camera chụp ra thì khá là tốt. Đây là những tấm hình mà mình chụp thì mình phải thấy đó là cái camera của máy chụp ra cho chúng ta. Đây, mọi người sẽ nhìn đi. Điều kiện ở trong nhà, xóa phông thì mấy cái chỗ này thì khó tránh khỏi được. Nhưng mà tổng thể bức hình của chúng ta, đấy, các bạn nhìn cái màu sắc thứ nhất là rất là hài hòa, không bị đậm, không bị nhạt quá, không bị ám vàng, không bị ám màu. Cũng có hiệu ứng chụp ảnh 3D như thế này. Đấy, chúng ta up lên Facebook. Các cái bộ lọc filter khiến ta xóa phông. Nói chung mấy cái bộ lọc này làm cho hay. Thật ra nó không quá xuất sắc lắm. Selfie thì rất đẹp. Vừa có độ chi tiết nhất định khi có thể nhìn rất rõ râu, nhưng mà vừa có thể cả ra chúng ta một cách tự nhiên. Đây là chế độ chân dung xóa phông. Cũng rất ngon. Camera selfie thì mình thấy khá là ấn tượng. Đây, da mặt người lên rất đẹp, tự nhiên kinh khủng khiếp. Thế mà chi tiết vẫn còn khá là nhiều khi nhìn thấy những cái vết rỗ trên gương mặt mình. Cam sau mình cũng thử nghiệm cho các bạn xem. Đấy, chi tiết này, đấy, mọi thứ tách nền phông cũng được. Và mình có thử những cái màu như mình chụp như này. Đấy, chưa cherry. Nhưng mình nhận ra là con này kể cả chụp trong điều kiện đầy đủ sáng, thi thoảng nó bị hiện tượng là bị noise khá là lạ. Đây. Đấy, cánh hoa này thì được này. Nó nghe là camera có thể thấy noise khá là rõ ở trong điều kiện đầy đủ sáng vẫn có hiện tượng như vậy. Đấy, nhìn này, nhìn vỡ không? Nó không thực sự sắc nét. Đấy, thì chắc là có thể là do phần mềm nó chưa ngon. Mình sẽ chờ đợi thêm. Phần chi tiết của nó thì cũng đủ dùng được cho chúng ta, nhưng không quá xuất sắc. Nói chung mình đang review trên mức giá 16 triệu thì mình thấy nó không đáng. Nhưng nếu mà nó rẻ hơn ở phân khúc tầm khoảng 10 triệu thì mình nghĩ đây là một chiếc điện thoại đáng mua cho bạn nào là fan của LG, khi có màn hình hiển thị đẹp.
hiệu năng của nó cũng rất là tốt. Trải nghiệm con chip không mạnh nhưng mà trải nghiệm hàng ngày cũng rất là mượt mà, và không có gì phải phàn nàn về hiệu năng con này. Mình không phải là người chơi game mà camera chụp cũng ngon lành cảnh đào luôn. Và chỉ tầm 10 triệu thì đây là sự lựa chọn tuyệt vời cho các bạn muốn một cái làn gió mới, ngoại trừ những cái điện thoại Trung Quốc hay những chiếc điện thoại quá cũ ra. Các bạn nghĩ sao về chiếc Velvet? Còn mình khuyên đừng mua bây giờ nhá. Hãy chờ đợi đến khoảng nửa năm nữa hãy mua cho chắc ăn. Hẹn anh em các video lần sau. Zen, hey,